Tân Thạnh hiện có 13 trạm y tế xã thị trấn, hai cơ sở trung tâm y tế. Hệ thống này trong nhiều năm qua đã giúp các đội ngũ y bác sĩ trên địa bàn huyện Tân Thạnh thực sự phát huy được vai trò là lá chắn đầu tiên người gác cổng trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhiều dân. Ở các vùng nông thôn dùng khó khăn, trạm y tế xã có vai trò rất quan trọng là điểm đến đầu tiên được người dân tin tưởng lựa chọn khi đau ốm. Trạm y tế xã Nhân Hòa Lạp hiện có 6 y bác sĩ, bình quân mỗi tháng thực hiện khám điều trị bệnh cho trên 3.000 lượt bệnh nhân. Trạm luôn đảm bảo trực 24 trên 24 giờ mỗi ngày để đón tiếp người bệnh đến thăm khám và tổ chức sơ cấp cứu chuyển diện kịp thời chuyển bệnh nhân nặng lên tuyến trên trạm y tế còn duy trì tốt các hoạt động phòng chống dịch tổ chức tiêm chủng mở rộng vệ sinh môi trường y tế trường học ngoài ra thì trạm y tế còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống dịch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Do chức năng cung cấp thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, nhớ năm qua, trạm y tế xã Kiến Bình luôn nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về y tế dân số. Y tế cơ sở đang dần chuyển mình khi thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Mặc dù địa bàn ở khá gần các cơ sở y tế tiến trên, nhưng người dân khi mắc các bệnh như đau đầu, đau bụng, tăng huyết áp, bệnh lao, tâm thần và một số bệnh liên quan đến hô hấp, hoặc cần sơ cứu đều tìm đến trạm y tế xã. Điều đó cho thấy sự tin tưởng của người dân đối với hoạt động của trạm. Với việc triển khai nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua các chương trình tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tổ chức khám bệnh chữa bệnh tại 100% trạm y tế xã thị trấn đã tạo thuận lợi cho người dân trong việc chăm sóc sức khỏe, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Trạm này thì bác sĩ y tá là cũng như nhiệt tình, bệnh nhân mình lại cũng chu đáo, thuốc men cấp hàng, hàng, hàng. Từng nào là từ nào tôi hết thuốc lại thăm lại khám đo với áp tư đường à, bình thường cảm ơn các tạm ở đây thì ở đây cái tạm khám tôi bị với áp như khớp đó thì bác sĩ kia cũng khám rồi cho thuốc về uống gì cũng đỡ giảm đỡ dữ lắm vui vẻ là kia cũng bệnh nhân đó Nâng cao chất lượng phát huy vai trò các trạm y tế tuyến xã là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh, giúp phát hiện bệnh sớm, tiết kiệm thời gian chi phí cho người bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đóng góp chung cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.